Vâng, xin chào các bác. Tiếp tục lên cho bác một con công suất và một em giải mã đời cao. Đấy, để phục vụ cho anh em nào, bác nào đang có nhu cầu về dòng giải mã, vừa muốn trưng bày, vừa muốn làm giải mã, lại còn thêm phần công suất nữa. Đấy, thì ở đây thì em lên cho bác buổi sáng là một con 9X. Đời của Ongyo này thì nó có rất là nhiều đời nhé. Ví dụ như đời 7X này, 7X DV này. Sau đó thì họ lên tiếp theo là dòng X7, xong là 7TX, LVX, thì nói chung là EX, FX, các kiểu. Đấy, và có một con đời 7 cao nhất thì đó là con LFR7. Đấy, dòng đấy thì nó có thêm cả Bluetooth. Tuy nhiên thì những cái dòng đấy thì cũng chỉ là sau của cái đời này, tức là đời đàn em thôi. Đấy, còn 9X này là đời đàn anh. Dòng này thì bản này thì được nâng cấp, nó theo tiêu chuẩn nó cao hơn, kiểu như một hệ thống lọc nước các bác ấy. Các bác mà càng cho nhiều thêm lõi lọc vào thì nước nó sẽ ngọt hơn, nước nó trong hơn, thì y chang như công suất này, càng nhiều mạch, càng nhiều tụ, nhiều sò thì tiếng nó sẽ sạch hơn, nó ra nó sẽ lét hơn, nó hay hơn. Đấy, thì kiểu như các bác cũng cứ nói như vậy thì có thể nhiều bác chưa hình dung được, thì các bác hình dung như này nhá, một con iPhone 3 với một con iPhone 5 thôi, nó khác nhau nhau rồi, cấu hình cao hơn này, màn hình to hơn này, rồi chức năng nó hoàn chỉnh hơn, nó trơn tru hơn. Nhưng mà một con iPhone 5 so với một con iPhone 11, iPhone 12 thì lại là hạng bét. iPhone 11 nó nhanh gấp vạn lần. Đấy. Thì con máy như vậy đang đời 7X mà lên một phát 9X. Đấy, nó lên đời 3 đời thì có biết là nó kinh khủng nhau rồi. Tiếng nó sẽ hay hơn bao nhiêu lần. Đấy. Đấy thì nói luôn ra như vậy thôi. Còn các bác có thể nhìn qua hình thức này. Hàng bãi thì nói chung nó cũng khó tránh khỏi được cái chuyện bụi bặm hay là nó xuất sát nhẹ. Tuy nhiên thì em thấy là con này hàng hóa là về nó còn rất là tươm tất này, hình thức còn rất là đẹp. Đấy. Nói chung là một con hàng bãi mà về được tới tầm này ấy, mà được như thế này thì phải gọi là xuất sắc rồi các bạn. Tỷ lệ xuất sát gần như là nó chỉ có chiếm khoảng 0,1% thôi. Đấy, còn lại là rất là đẹp. Còn cái chuyện bụi bặm thì về các bác vệ sinh thêm nó là bình thường. Ở đây thì em vệ sinh qua rồi. Đấy, nhưng mà còn hàng rất là ngon. AV ở con này từ trang bị ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 cổng AV. Đấy, nếu tính ra thì nó 6, 7 cổng AV. Thì trong đó thì có ở đây là 5 cổng AV là chính, để phục vụ cho các bác làm giải mã và làm công suất. Còn phía dưới này thì nó là hai ngõ rè. Đây là AV, thì đây là sẽ có một cổng in, một cổng out. Đấy, thì ở đây là cổng out, còn đây là cổng in. Đấy, cổng in này thì để các bác cắm làm giải mã nhé. Bác nào làm giải mã thì cắm đường quang vào đây. Đấy, vừa làm giải mã được mà vừa làm công suất, lấy tín hiệu qua đường quang để kết nối Smart TV. Đấy, quá là xịn. Còn đây là đường sub off out này. Đấy. Đường này thì để phục vụ cho những bác nào mà cần cắm thêm sub. Đấy. Còn đây là cầu loa. Đấy. Cầu loa này thì các bác có thể ghép loa từ 4 đến 16 ohm. Đấy, dòng kẹp từ 4 đến 16 ohm. Công suất của máy đạt tới 55 và máy sản xuất tại Nhật nhé, Made in Japan. Rồi, nói hay đến mấy thì cũng không phải bằng thực tế đúng không ạ? Cái gì cái cũng phải thực tế. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm. Rồi. Đôi trái tim chờ nhau.
vội vợi, từng dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội vàng, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ không suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về xây lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Chim én mang mùa xuân, xóa bờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cô nhân. Quá tuyệt vời. Đấy thì đấy là em mới gọi là test chơi chơi một đoạn nhạc thôi. Còn các bác mà ngồi thực tế mà nghe như em nghe thì chắc có mà nghe đến tối mới chán. Đấy. Loa hay, loa tốt nhưng mà thiếu đi một con âm ly xịn. Cụ thể như ông chính lịch này thì cũng vứt các bạn nhá. Đấy, loa hay, loa tốt nó xịn nhưng cần phải có một con công suất đẳng cấp thì nó mới gọi là xứng tầm được. Đấy. Thế nên là các bác là chốt con chính lịch này thì em nghĩ là quá hợp lý luôn. Vâng. Giá con này thì các bác vừa làm giải mã được, vừa làm công suất được mà giá em thấy rất là trung bình nhá. Có bao nhiêu ạ? Có 2 à, có 1.250.000 thôi. Đấy, có 1.250.000 là các bác sửa ngay một con 9X, vừa làm giải mã, vừa làm công suất, tiện, tuyệt vời. Còn cái CD và MD này thì em có test thử thì mắt nó hơi kém rồi. Đấy, thì bác nào cần thì về có thể là thích nghe CD thì thay mắt mới. Còn không thì alo cho em thấy con khác có CD, còn con em bán là không CD, giá 1.250. Vâng, xin chào các bác nhé.